cái lúc nó còn mạnh thì những giông hồn con chó đó nó không có hại hại nó được. Nhưng mà cái giông hồn giết quan ức người ta mà tránh nước người ta dưới sông mà nhiều khi đập đầu người ta chết luôn mà. Rồi máu me một cái linh láng luôn. À, xuống cái giường đi đó, giường ngủ đi, y bò như con chó vậy đó, bốn chân. Đó, xuống bổ 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 vậy đó. Đó. Thì người ta ở sớm ở sát vách bên người ta cũng không biết. Sao là bữa nay có con chó gì mà lạ xuống kỳ vậy. Người ta mới lại kêu cửa nó. Kêu cửa thì là mới thấy nó là đi bốn chân. Đó, hai tay chân đi như chó vậy, xuống bổ 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 vậy. Bổ trợ nhân quả để cho bà con mình thấy để mà biết là có nhân quả mà Đức Thầy cũng nói rồi. Nhưng mà hôm nay chú muốn thực lại những cái chuyện mà hiện tiền có ở dưới sớm trời mình đó, cái hiện tiền ở đây để cho bà con mình mà biết thấy để mà sợ. Đó. Như cũng như ở sớm tôi đây thì sau này nó cũng nghèo khổ rồi đó, là sớm trời á là ai có chó bị xe đụng cán chết thì lại bán nó mần nó ăn ha. Rồi là chó có ai sớm trời ai bán thì nó mua rồi á, rồi là ai có mà lại mua đó nó bán đó, nó là hai chiều. Rồi nó mần ra ai bán ai mua nó cũng bán, rồi giết rồi cái ngày nó làm lớn ra chút ha. Rồi ai mua chó là ai bán chó thì nó cũng mua nữa, nó làm gì cũng thời gian á, cũng khoảng mười mấy năm á, chụp tới thời gian sau cái thì nó cũng còn làm, nhưng mà tới thời gian nó đau bệnh cũng vài tháng vậy, nhưng mà tới chừng mà cái lúc mà nó bệnh hoạn đó, nó gần chết á, thì nó ho nóng rồi nó ho, rồi y sẵn rồi cái y á là xuống cái giường y đó, giường ngủ y bò như con chó vậy đó, bốn chân. Đó, xuống bổ bổ vậy đó. Đó. Thì người ta ở sớm ở sát vách bên người ta cũng không biết. Sao là bữa nay có con chó gì mà lạ xuống kỳ vậy. Người ta mới lại kêu cửa nó. Kêu cửa thì là mới thấy nó là đi bốn chân. Đó, hai tay chân đi như chó vậy, xuống bổ bổ vậy. Đó, người ta thấy là cái sớm trời mới kêu. Sớm lại nhiều người lại coi. Thì quả thật như vậy đó. Rồi là người ta mới nói bàn sớm trời mới bàn mới nói bị gì nó ăn thịt chó chứ nó bán chó nhiều quá thành ra cái lúc nó còn mạnh thì những giông hồn con chó đó nó không có hại hại nó được. Nhưng mà cái giông hồn giết quan ức người ta mà tránh nước người ta dưới sông mà nhiều khi đập đầu người ta chết luôn mà. Rồi máu me một cái linh láng luôn đó, rồi nhiều khi nhận nước người ta xong người ta ngột nước người ta sặc ta chết đó. Ấy cái chuyện đó là cái chuyện rất là tổn đức, rất là ác độc đó, mà ai cũng nói là ác đức cái trơn chứ không phải mình anh mình đó. Còn nhiều cái lấy cái bao bỏ bao cái nhận dưới nước con chó nó dãy nó dùng nó làm thôi hết sức rồi, nhiều khi vô nghĩa là chó chạy rồi nó đập đầu cây, nó đập đầu con chó là té xuống chết là máu mủ linh láng. Thấy cái đó là thấy bất nhẫn bà con ơi. Thành ra trong cái nghiệp sát của này nó nặng nề lắm đó, nó nặng đề lắm. Thành ra mình làm vậy nó ác ôn. Rồi khi mình còn mạnh á, khi nó chết rồi cái hồn nó theo, nhưng mà mình không thấy đâu, mình không thấy mình không biết đâu, nhưng mà nó theo mình đó, hồn nó theo mình đó, bị giết nó oan ức quá mà, tức tối quá mà. Rồi nó mình còn mạnh á, thì nó chưa có hại mình được. Nhưng mà tới cái thời gian mình đau mình bệnh mình yếu, thì nhiều con vong hồn nó lại. Đó, có con mạnh thì nhập vô trong nó luôn, khiến nó là sủa bổ bổ vậy đó, đi vòng nhiều vòng trong nhà vậy đó, sủa bổ bổ vậy đó, sủa chừng 2-3 ngày vậy đó, thì là nó chết. Mà khi chết lên giường rồi là không có nằm được. Người ta kêu thấy mà dẫn nó lên giường rồi thì nó cũng hai tay nó bò nó bổ bổ đi vòng vòng theo giường vậy đó. Đó là chứng tỏ là nhân quả đó. Bị sát sanh quá nhiều chó rồi bây giờ nó nhập vô rồi nó làm vậy đó cho người đời này thấy biết là cái nhân quả. Rồi bởi vậy giảng xưa cũng nói luật nhân quả không bao giờ trật, gieo giống nào thì gặt quả ni, trồng từ bi thì hưởng quả từ bi, gieo bạo ác thì hưởng điều bạo ác, các công việc của mình tạo tác
thì mình hưởng ngay chứ chứ có mất đâu. Nhưng mà cái thời gian mình còn mạnh quá thì nó trong hồn nó nhiều trong hồn tích tụ đó, nhưng mà nó chưa hại nó được. Khi nào nó đau bệnh yếu thì bắt đầu nó mới nhập vô được, nó mới phá được đó. Cũng có nhiều người ta kêu khuyên niệm Phật không được, trời ơi chó chứ gà nó bu tùm lum hết trơn đó. Nhiều cái đám mà ta lợi người ta cái người ta mà niệm Phật hộ đó, rồi cái bà nói, bà già đó cũng bảy mấy tuổi rồi, bà nói thôi nó chó với gà sao nó súng nó bu tao quá là sao tao niệm được. Cái người ta biết vậy á, rồi cái đồng đạo người ta biết vậy, người ta súng với nhau hai ba chục người lại xanh quanh bả, người ta cầu nguyện, rồi người ta đọc cái bài mà Tây Phương ngũ nguyện đó, Tây Phương tiếp dẫn đó. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Ta đọc chừng 5 phút vậy là bắt đầu là biểu bao đọc theo. Nói bây giờ tao đọc được, bây giờ nãy giờ mới đọc cái tớp nó đi chân rồi, bây giờ tao niệm được. Đó. Cái thời điểm đó là đập đầu hay là nó nhận nước không chính với cái người giết chó đó? Đập đầu có, nhận nước có. Cái chuyện gì nó làm dễ nó làm à. Chắc nó đau đớn la lắm không chính? Trời ơi, mà đập đầu thì nó la dữ lắm. Dạ. Nó la vài tiếng rồi thì nó cũng chết, dòng bể cái đầu rồi chảy máu ra, rồi nhiều khi mới ốc nó văng ra. Rồi ở dưới sông thì nhận nước sông thì không có la gì được chứ, chỉ dãy vụ không à, chứ không có la. Nó thảy sông rồi nó đè xuống dưới rồi chỉ tròi đạp dãy vụ thôi chứ đâu có tiếng tâm gì. Dạ. Đó. Nhìn thành ra những cái người mà sát sanh giết chó giết heo vậy đó chính, cái nghiệp trả hiện tại hay là kiếp sau mới trả không chính? Cái này tùy theo. Dạ. Tùy theo có nhân duyên. Nhưng mà bây giờ đó, bây giờ thì nó chắc trả trong kiếp này quá. Thời kỳ này nó cấp rút rồi, không có như phải hồi xưa. Dạ. Bởi vì thầy nói nè, nói thời xưa trả báo thời lâu, đời nay trả báo một bất câu giờ nào. Nhiều khi mình còn sống, nhưng mà mình còn sống mình còn sức, mình còn mạnh quá, nó chưa nhập cho mình được, nó chưa có hại mình được. Nhưng mà mình đau, mình bệnh hay mình gần chết thì lúc đó nó tề tụ rồi đó, bao nhiêu con nó tề tụ đó. Rồi nhiều khi nó nhập vô trong cái xác của mình. Bởi nhập xác nó mới đi rồi nó sủa bổ bổ gì đó, là nó đó. Nó dạ. Mới nhập vô xác rồi đó. Dạ, dạ, nếu như là cái người mà xác sanh đó là cái là nó chỉ trả nghiệp người đó không, là trả hết cái gia đình luôn không chính? Người nào làm người đó chịu thôi chứ. Chứ không ảnh hưởng mấy người kia sao? Không ảnh hưởng. Rồi mình làm lo cho gia đình rồi gia đình không bị ảnh hưởng chung không chính? Thì không, ai làm nó chịu à. Nhưng mà thí dụ như nó mua chó cho nó về rồi là nó mần ra thì cả nhà ăn thì cả nhà nhẹ nó nặng. Nó là chủ mưu, nó nặng hơn. Còn mấy người ăn thì cũng phí tội nữa, nhưng mà nó nhẹ chứ cũng có tội hết, trừ khi là không ăn mới không tội, còn có ăn vô là tội. Tạo mà nó lấy đồng tiền đó nó mua đồ đạc trong nhà ăn, trong nhà cũng ảnh hưởng luôn, thấy không? Bởi vì đồng tiền nó có nó tạo ra bằng cái nghề đó. Thí dụ đồng tiền tôi đi ăn, lấy con a ta móc túi của ta về tôi mua đồ vợ con rồi ăn thì vợ con cũng ảnh hưởng với tôi, nhưng mà cái đó cái gián tiếp. Còn tôi trực tiếp tôi móc túi người ta hay tôi lấy của người ta thì tôi phải nặng, thấy không? Tôi vừa lấy rồi tôi vừa ăn luôn, còn cái này chỉ ăn thôi, nó nhẹ. Thân ra thì tự sao cái chuyện này nhẹ nặng. Dạ. Con được biết là gần cái khu ở của ông chính nó cũng có cái xóm chuột rất là sát sanh nhiều đó ông chính, theo ông chính sao? Cái xóm chuột nó sát sanh mười mấy năm nay, 20 năm nay rồi. Dữ lắm. Nhưng mà mình nói ngay cũng chưa có thấy cái gì. Dạ. Rồi người ta thì ta cũng không có tin cái gì. Rồi bây giờ mình cũng chưa có thấy cái gì vụ đó. Nhưng mà nói gì chứ bằng ăn thì mới làm ăn cái nghề sát sanh này đó, mới mà ăn lên nó giàu giàu vậy đó. Rồi thời gian này thấy nó cũng sụt lợi, nó cũng nghèo lợi chứ không phải mà làm mà cái chuyện không lành rồi đâu phải mà giàu lâu đâu. Làm ác gian hưởng chẳng lâu bền, nó giảng kinh nó rõ ràng mà. Còn giảng đức thầy thì nói nè, đời xưa trả báo thì chạy, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Còn giảng xưa thì nói thời xưa trả báo thì lâu, đời nay trả báo bất câu giờ nào. Cái giờ nào mà đúng nhân duyên nó trả được thì nó trả đó. Nhiều khi giết nó chết quan ức nó rồi nó theo mình hoài mà mình đâu có thấy, cái hồn nó theo mình hoài. Mà nhiều con quá thì
thì tới chừng nó hại mình không được, nhưng mà khi mình đau mình bệnh mình cần chết là lúc đó là nó lợi là cái người chết mới thấy chứ mình không thấy. Cái người chết thấy lợi rồi là hết hồn hết vía rồi. Chó cả bầy vậy đó rồi là hết hồn vía, người ta cứ niệm Phật đi. Nói niệm Phật sao được, nó lợi nó bu tôi tùm lum hết trơn đây nè, tôi lo tôi đuổi nó nè, làm sao niệm được. Dạ thưa ông Chính, thấy không? Cái người mằng heo với mằng chó này có khác biệt không Chính? Cũng vậy à. Heo cũng nhận nước luôn hả? Heo người ta đâm. Đâm. Ừ. Đâm. Ta thọc huyết, ta lấy huyết. Là con heo còn sống luôn không? Con heo còn sống. Trời ơi, giả mang chứ. Thì chó này cũng còn sống không, nhưng mà trừ khi có trường hợp là có chó đau đó bệnh chết thì nó cũng mua về nó mần. Nó không có đập đầu ha, không có nhận nước. Còn chó mà xe đụng cũng vậy. Nhiều con bị thương rồi thì nó cũng đập thôi, nó nhận nước. Thành ra cái việc mà nó không có giết đó thì nó ít. Mấy con chết này nó mới không giết thôi. Dạ. Còn mấy con sống thì nó phải giết hết rồi. Đó. Ông chứng minh câu giảng là của thầy vô cái nghiệp sát này cho cô bác biết không Chính? Thì sát sanh thì đây như cái cuốn Nhân Quả Lực của Phật Thích Ca thì ngài nói, Đức Phật Thích Ca có nói trong ngoài Nhân Quả Lực là cái nghiệp sát nó nặng nề lắm, nghĩa là nếu chúng sanh nào mà sát một mạng thì sau khi chết phải đào thai lên cho người ta sát lại đặng trừ cái nợ. Còn chặt người ta một dao, bất cứ chặt con gì một dao người ta mang tích mang thương đó, thì kiếp sau khi chết mình rồi mình cũng đào thai lại con đó cho người ta chặt lại đặng là quề. Đó thì kiếp bao nhiêu mạng cũng trả bao nhiêu mạng, không có sai chút nào hết. Trừ khi cái trường hợp thời kỳ này Phật trời đại xá, thời kỳ này sự chót cái hạ quan hạ nè, Phật trời đại xá đó, bởi vì ông nói thời mạt pháp Phật trời đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa đó, tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đến đưa đón về, người lại có liên quê đỡ gót, lại còn thêm lẩm báo che thân, lần này là dịp thoát trần, nếu không tu thì chẳng còn lần nào tu. Thời kỳ Phật xá tội đó, bây giờ đó, mình biết cái chuyện mình tạo tội lỗi quá nhiều, sát sanh quá nhiều, bây giờ mình cải hối ăn năn đó, nguyện với Phật với Đức Thầy chư thần, con đây tới là con thấy cái cuộc sống con hồi đó con tạo tác quá, sát sanh quá nhiều, bây giờ con nguyện cải hối ăn năn làm nó giữ, con bỏ con không sát sanh nữa, nguyện ăn chay niệm Phật làm lành đó, thì ăn trên tha tội cho mình, rồi mình đây tới không làm chuyện dữ nữa, không làm việc ác nữa, không sát sanh nữa đó, rồi ăn chay niệm Phật làm lành thì mình ngưng việc ác, thì việc ác nó hết, rồi tạo được thiện, đây tới việc thiện mình có mình làm thiện, mình niệm Phật với mình làm thiện giúp đỡ xã hội, giúp đỡ đời thì cái phước nó còn ngày lên. Còn mà mình làm ác thì cái ác nó còn hoài. Còn bây giờ thời kỳ này Phật xả tội rồi, bởi vì Phật mới nói là biển rộng mênh mông còn quay đầu là thấy mé, mình làm ác thì ác hoài, chắc chứa hoài, nhưng mình quay đầu lại thì thấy cái mé là mé giải thoát, thì mình cứ cải ác tuần thiện làm lành đi, không có làm việc ác nữa đó. Mà Đức Thầy cũng là xả tội cho cái người này, Đức Thầy nói rõ ràng, Đức Thầy nói hiếm chi kẻ vô nghì lạc đạo. Vô nghì là sao? Vô nghì là bất hiếu cha với mẹ, sớm tròm hung hăng dữ, không có kể nhường gì ai, đó là vô nghì, là ở không có nghĩa với tròm sớm nhé, là chửi mắng đánh đập hay là rầy rà hay là hung dữ với tròm sớm, đó là vô nghì. Còn là lạc đạo là cái người không có biết tôn trọng cha mẹ, mà không có hiếu thảo cha mẹ đó, vô nghì lạc đạo. Chỉ một lần làm bạo làm sằng, làm bạo là làm hung bạo đó, làm ác đó, làm sằng là làm những chuyện sái quấy bậy bạ đó, chứ bằng làm sằng. Rồi ai mà xét kỹ ăn năn, hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng chấp dùm. Đó, bây giờ hoài đầu hướng thiện không làm ác nữa. Bây giờ đây tôi lên biết cúng lại ăn chay niệm Phật làm lành, nghĩa là rồi thì làm những chuyện là lành riêng thiện, làm phước. Chặt thuốc nam làm tất cả cái gì thiện, cái gì làm ác thôi, hồi xưa mình không làm nữa, thì từ từ cái mình tu rồi mình cúng lại, mình niệm Phật
thì Đức Thầy cho biết là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ Thầy rước lại nó bồng. Đó thì niệm từ từ cái niệm Phật là cái nghiệp quả mình nó tiêu.